Rồi, ok. Hôm nay em giới thiệu với mọi người ba siêu phẩm máy cưa xích phục vụ cho gia đình nhé. Ba tay cụt, tay dài. Đó. Công suất nhỏ phục vụ cho gia đình leo trèo, các cái cắt tỉa cành cho các bác làm chiếc cưa phụ để cắt cây, cưa phụ để leo trèo nhá. Đây, đầu tiên xin giới thiệu mọi người một con tay cụt đến từ thương hiệu Maruyama nhé. Con này thì công suất đó là 31cc lòng 37 ly nhé. Có trục giật trợ lực, có bơm xăng phụ, có le gió tự động. Đây, le gió tự động nhé. Con này thì thực sự là mới đến 99% nhé. Đây, thiếu mỗi cái hộp với cái túi ni lông để đựng thôi. Làm nhìn các bác nhìn bộ này mới tinh nhá. Đây, con này thì sử dụng lam 30, xích thì xích chung 91. Đây, xích còn khá là dày nhá, xích này sẽ còn đến 90%, lam 15 nhông. Các bác xem quả lam chưa hề xước sơn nhá, lam nhông, xích Oregon. Một thương hiệu xích thì gọi là phải nói là rất là nổi tiếng rồi. Con này thì con có trợ lực lớn nhé. Con này các bác leo lên ngọn cây tre, bác đu xuống, bác giật lổ nó, bác lại đu lên, bác cắt tiếp nhé. Đây, dây giật thì rất là trắng luôn. Đây, công tắc đây. Em test lổ, test tiếng lổ cho các bác nhé. Có trợ lực nha. Con này trọng lượng của nó thì nó rơi vào 4,5 kg nhé, rất là nhẹ cho các bác chuyên leo trèo cắt tỉa trên cao. Đây, tem của nó đây nó hơi chói nhé, tem mạ chrome mà nó chưa xước nhé. Trong lốc máy trợ lực dây giật rất là trắng, bơm xăng phụ trợ lực giật rất là nhẹ. Ok, tiếp theo một con tay dài đến từ thương hiệu Echo nhé. Con này thì 34cc lòng 40 ly. Con này thì hôm nay nói chung là hôm nay em lên thì toàn con mới thôi, không có con nào cũ ấy, toàn đập hộp hết, gần như là sách tay từ bên Nhật về. Đây, con này số CD của nó rất là đẹp nhé, 3245 nhé, số CD rất là đẹp luôn, chụp giật trợ lực, có bơm xăng phụ. Lam thì là lam 30, xích chuột. Con này thì xích mới đến 90% nhé, 99% luôn, xích này chưa mài, cắt mòn thôi chưa mài. Hai ốc giữ chân lam nhé, rất chắc chắn. Con này tháo xích thì đã tháo rồi, đặc biệt cái điểm con này là máy nhỏ nhưng lại có nút giảm áp ở trên máy nhé, có nút giảm áp nhé. Dây giật đây, đây thông số kỹ thuật, đây tem thông số kỹ thuật đây. Vâng, 34cc lòng 40 ly. Ok, em test tiếng lổ cho các bác nhé. Rất là nhạy lổ nhé. Rồi, con này thì quên chưa bơm xăng phụ. Em không thời gian đổ xăng bơm lại cho các bác xem, các bác thông cảm nhé. Tiếp theo, đến con tiếp theo là một con đến từ thương hiệu Makita. Con này Makita tay dài. Con này 34cc lòng 40 ly. Con này 33cc nhé, 33cc 34cc nó không chênh nhau lệch mấy đâu. Đây, con này số khung cho máy đây, cái này em chưa lau kỹ thôi, các em lên toàn máy mới thôi nhé, các bác yên tâm. Đây, số khung gặp Makita đây,
Con này thì lam xích thì con này lam 40, cả đuôi là 45, xích thì xích sử dụng xích chung 91, xích còn rất là dày. Nói chung là cả ba con xích rất là dày nhé, con yên tâm. Con này thì con bọn này thì bọn em tháo sáng thắng xích ra chơi rồi, bán sắt vụn lấy kiếm thêm rồi. Các bác hôm nào mà thích thì em ra vựa em mua lại em lắp cho các bác nhé. Dập make in Japan trong lốc luôn, trong lốc luôn nha các bác nhé. Đây. Đây là lè gió. Lè gió này, lè gió chạy bằng cơm. Công tắc đây. Đây. Máy rất là mới nha các bác nhé. Sáng lốc này. Lốc mới cứng. Tay cầm thì giả da, cầm rất là chắc chắn, đầm tay không bị trơn. Đây là phanh xích. Ok, test tiếng nổ cho các bác xem nhé. Ok. Cảm ơn các bác xem video nhé. Số điện thoại của em là 0346 49536. Cảm ơn các bác nhé.